Hello cả nhà nha, rất vui được gặp lại cả nhà. Hôm nay mình làm một cái món là thịt đùi chiên giòn nha cả nhà. Đây mình có nửa ký thịt đùi đây. Mình có một muỗng tiêu, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng nước tương, một muỗng bột chiên giòn, nửa muỗng nước mắm. Và mình có hành lá, gừng và dầu ăn. Rồi, bây giờ mình mời cả nhà theo chân vào bếp là xem là cái quá trình mình sẽ làm cái thịt đùi chiên giòn này như thế nào nha cả nhà. Rồi mời cả nhà thôi. Giờ bắt đầu mình bắt cái nồi nước lên, mình luộc sơ cái thịt này nha cả nhà. Rồi mình để cái miếng thịt vô luôn cho ngập nước nha cả nhà. Rồi mình cho bột ngọt vô, mình cho nước mắm vô luôn, mình cho nước tương vô luôn. Rồi sau đó là mình sẽ cho gừng và hành lá vô luôn. Rồi tự vì mình vừa làm vừa quay nên có hơi bị lắc, cả nhà thông cảm nha. Rồi thịt của mình cũng sôi lên, bây giờ mình vớt cái bọt này nha cả nhà. Rồi bây giờ mình luộc sơ cái thịt này cũng trong vòng 15 phút rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt, mình vớt ra, mình sẽ cắt ra, rồi mình ướp mà mình chiên nha cả nhà. Rồi bây giờ cái thịt của mình cũng cắt ra làm đôi rồi nè cả nhà. Đây, ở cái bề giữa của nó chỉ có như vậy thôi. Rồi mình sẽ dùng cái đĩa vậy, mình sẽ xăm, mình xăm cái da nó nè, xong cái da nó cho đều luôn nha cả nhà, để mình chiên nó sẽ giòn hơn. Xong đều luôn, nó giòn và nó bông lên, nó không bị văng, không bị nổ cả nhà ơi. Mình luộc sơ qua rồi mình vớt ra, mình rửa lại, mình chiên nó sẽ lâu vàng hơn cái mà mình để như vậy, cái gia vị của nó thấm vô. Rồi mình xăm như vậy cũng là được rồi. Bắt đầu mình cho vào cái tô, mình cho hết cái gia vị vào luôn. Đây tí xíu muối, tí xíu bột ngọt mình cho vô luôn. Rồi ở đây mình cho tiêu nha, mình sẽ trộn đều lên, không cho đường nha cả nhà, cho đường nó mau cháy lắm. Rồi mình sẽ để miếng thịt vào, sẽ lăn qua, lăn đều qua, lăn đều miếng thịt qua. Mình sẽ cho hết một cái muỗng bột chiên giòn vô luôn. Rồi, mình để cho nó thấm lên, nó sẽ thấm hai bề, nó sẽ ráo hơn, mình chiên nó giòn, mau giòn hơn. Mình dùng tay mình ướp luôn. Rồi, như vậy cũng đã được rồi, mình sẽ để trong vòng 15 phút là bắt đầu mình chiên được rồi đó cả nhà. Mình bắt cái chảo lên, thịt của mình ướp cũng được 15 phút rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu vô. Mình cho dầu vô, mình chờ dầu sôi rồi là bắt đầu mình thả cái thịt vô mình chiên. Rồi bây giờ dầu của mình cũng nóng rồi, mình sẽ cho tí xíu muối vô. Rồi bắt đầu mình cho cái thịt vô luôn. Rồi mình sẽ trở cái bề qua. Như vậy là bắt đầu mình vặn cái lửa riu riu nha cả nhà, để cho nó chín từ bên trong, nó chín ra. Rồi bắt đầu mình trở cái miếng thịt này qua. Ngon cả nhà ơi. Rồi bây giờ bắt đầu mình lật cái bề lưng nữa nè. Mình sẽ dựng đứng cái bề lưng của nó lên. Mình sẽ chiên cái bề da của nó đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ để xuống. Rồi bắt đầu mình để xuống, mình chiên cho nó vàng luôn. Rồi bắt đầu mình chiên bề lưng thêm một lần nữa nha cả nhà. Vậy nó làm cho cái miếng thịt của mình nó rất là giòn. Chiên cái bề lưng của nó thêm một lần nữa nè. Rồi bây giờ cái cuối cùng cái thịt của mình cũng xong rồi đây cả nhà. Xong rồi. Đây. Cái da của nó là cả nhà, nó rất là bông luôn. Rồi, bây giờ mình tắt lửa, mình vớt ra. Mình để ráo dầu, mình sẽ xắt ra, mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Rồi bây giờ cái thịt của mình xong rồi, mình cắt ra. Đây. Wow, nóng hổi giòn luôn. Làm khấu luôn nè cả nhà. Đó. Cái da nó rất là giòn luôn. Đây. Cái miếng thịt của nó ở trong này là nó còn ướt, nó không có khô nha cả nhà. Rồi cuối cùng cái thịt đùi của mình là chiên giòn cũng xong rồi nè cả nhà. Đây mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Rất là ngon luôn nè cả nhà. Đây để mình ăn thử một miếng cho cả nhà mình xem nha. Đây. Cái da của nó nè cả nhà, rất là giòn luôn. Đây mình sẽ ăn thử miếng thôi. Da nó rất là giòn luôn cả nhà ơi. Rất là giòn luôn. Thịt nó rất là mềm. Da nó giòn, thịt mềm. Này á, mình ăn kèm với lại bánh mì cũng được. Mình ướp như vậy là vừa ăn luôn rồi đó cả nhà. Đây. Rất là ngon luôn. Mời cả nhà mình nha. Rất là ngon luôn. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc cả nhà mình luôn có những món ăn ngon trong gia đình nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye cả nhà.